riêng một axit thì không nha. Ơi vợ nhờ tí, ra trông nhờ tí. Tình yêu anh dành cho thử ta xin. Mọi người nói là ngày mai chồng kết hôn với Suna, có ok không? Hả? Có. Ê, vừa ok không? Hả? Chồng nói là chồng có 30.000 vợ. 30.000 à? Ừ. Alhamdulillah. Alhamdulillah tại gì đúng không? Có 30.000 cái gì? 30.000 vợ. Nhưng mà không đi ngủ, chồng ngủ một mình. Ngủ vợ. Tại sao? Chồng nhá, chồng có xây một nhà to. Ừ. Chồng gom vợ vào một chỗ. Ừ. Hiểu chưa? Cho 30.000 vợ hiểu. Vào một chỗ. Ừ. Còn chồng đi ngủ một không có 30.000 đi ngủ là chồng chết. Bạn đầm một phát chết nữa ai nói. Ở đây nói là chồng chồng có 30.000 vợ đúng không? Chồng có nhiều vợ mà đúng không? Nha. Có vợ nha. Có Hương này, có chị Phương Jin này. Ui có nhiều. Chị Phương Jin là không, không mà. Không nói hôm qua là có nói chồng yêu chị Phương Jin mà. Ai nói? Bọn này này. Bọn axit này này. Đúng không? Dạ. Nghe chồng nói đúng rồi, ngày mai là có 30.000 vợ chứ không một. Ừ. Đúng không? Đúng. Là nói là hôm nay là Suna ở đây là không có tiếp in. Ừ. Là tối đi ngủ chồng. Ừ. Đúng không? Ừ. Là vợ ở đâu? Chồng vợ ở đây, Suna ở đây. Đừng một vật mình té. Amita mẹ chơi bằng bè gì ạ lờ. Hả? Amita mẹ chơi bằng bè gì. Amita mẹ. Ừ, đúng rồi. Nói đi. Amitamit Chapa Bayi Bayi. Ừ. Nào con ai muốn ngủ cùng không? Không. Không à? Có nha, có 30.000 vợ nha. Ừ. Là chồng là vợ 1, vợ 2, vợ 3, vợ 4. Đệ một tí vợ. Có 30.000 là xong là. Đệ một tí chồng có bao nhiêu? Bao nhiêu? 30.000. 30.000. 3, 30.000 vợ. 30.000 vợ. Ừ. Vợ nói nha, chồng có tiền không? Chồng có tiền không? Vợ nói. Chồng nhiều tiền. Không, vợ xin. Tại xin. Đúng không? Ừ. Không đúng. Là thích không? Là chồng không có tiền mà. Nhưng mà mọi người thích. Mọi người thích nói chồng có nhiều vợ mà. Nhiều vợ là đâm một phát chết. Không, tại sao đâm? Có nhiều vợ mà vợ. Có nhiều vợ nhỉ, là ngày mai có bảo kê vợ. Bảo kê gì? Bảo kê vợ búp búp là mọi người ở đây. À, mọi người bảo kê búp búp à? Ờ, đúng không? Nên không quan tâm. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống em quạc xéo nhiều là. Hôm qua vợ chồng không đi ngủ. Nên nhìn Tuấn. Đúng không? Hôm qua là chồng đi ngủ ai? Đi ngủ vợ. Đã bảo là nói dối là hôm qua vợ chồng mình không ngủ với nhau rồi. À, đi ngủ ở đây. Ừ, đúng rồi. Hôm qua chồng ngủ ở đâu? Chồng ngủ một mình đúng không? Ở đây. Hả? Bạn tay. Ờ, hôm qua ngủ một mình đúng không? Cảm ơn ơi. Đúng không? Hả? Hôm qua chồng ngủ một mình đúng không? Không. Ngủ ai? Con tay. Thế tay ai sờ khoai lang? Không phải sờ. Mày đi về đây. Sợ mà. Ok, con tay nha. Ok, bye bye. Nghỉ sớm đi nha. Ừ. Chị ngủ. Ok. Chị có. Đi nghỉ sớm đi nha. Chị nghỉ. Chị đi ngủ rồi. Đi. Cọ trắng. Con giấy. Không. Đổ mồ hôi. Không có. Đây. Này ướt. Rồi. Keringat cô ghi adalah uang kok dilapi. Keringat itu adalah uang ya kasihan. Kasihan tapi Dek tadi kelihatan BC dalamnya. Di duduk ugi duduk ke baju dalam. Oke, okay, makasih kamen. Baju dalam di. Oke, okay, bye bye. Masuk kelihatan baju dalam. Masuk. Ngene toh. Masuk tuh, guys.
Masuk toh. Masuk toh kelihatan. Halah podo wedok ya kok. Sing diser ya wis ben diser berarti dosane kono. Gak aku gak kroso. Baju dalam. Enggak, Dek. Ben. Podo duwene ya mosok yo iri. Ayo nyanyi nih yo guys. Mosok kon aku ki ben nyanyi ngono kan mbok kon lagune nemu vi. Tadi pas ngangkat kerudung, kamen Cik Min. Oh iya guys, aku tuh tadi tuh dikasih parfum. Em kamen Ciknya kok gip Tom, Zoom Tom. Tadi tuh aku dikasih itu, padahal tuh ya guys, kemarin itu aku mau beli itu guys di aplikasi di toko Oren. Ya aku tuh kemarin tuh udah ada pirasat, ah besok aja beli ya, aku bilang gitu kan. Paginya aku dapat itu, hadiah itu, padahal aku kemarin itu mau beli, jujur ya guys, padahal aku nggak tanya-tanya siapa-siapa. Lah kok ada lo guys, apa nggak tahu. Aku mau nyanyi ini dulu ya guys, ini tuh lagu tentang pernikahan ya teman-teman. Ini suara ini salah, ini tone rendahan aku. Nah ini pas ini.